Lệ đâu á quý vị, rất là mong muốn có một hôm em đừng đứng dậy thấp quá, chị nói chuyện với em mới được. Chị nói chuyện với em rồi giờ hả em? Thật sự quý vị, Lệ đâu rất là mong muốn có một cái chiều cao như vậy để phục vụ cho quý vị và nhìn khán giả rõ hơn. Thật sự Lệ đâu rất là cao rồi đó, bây giờ chị ngước nhìn em đi. Quá cao Lệ đâu ơi. Đó, khép cái nách lên. Bây giờ chị xuống đâu chị, chị đứng lên. Quý vị ơi, bây giờ Lệ đâu á đang đứng lên một cái vị trí. Hai người nói phải đứng xích lại đây nè. Đó, ừ. Xích lại đây. Hồi quá hả? Giới thiệu tiết mục mới đi, ghê quá. Giới thiệu đi em ơi. Ôi, tự nhiên bỏ em lỡ ở đây vậy. Rồi quý vị ơi. Chưa. Dạ đứng sao đi. Ừ. Rồi dạ đứng sao đi. Rồi bây giờ nè, chị sẽ khuẩn cho em nè. Thôi nhá. Thôi nhá. Chết đó, bị khuẩn đó chị. Rồi quý vị, quý vị hãy dành một tràng pháo tay để chào đón tiết mục tiếp theo, một tiết mục rất là hay. Chắc chắn pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục của người đẹp Yumi Nho và người đẹp gì chị? Ngọc My hả? À chị Kim Em vô rồi, đúng rồi chị Kim Em vô đi chị. Rồi Kim Em vô thì em xin mời chú Lùng thứ bảy. Còn cái ghế nữa, còn cái ghế nữa chị, kiếm cái ghế vô. Cái là cái đau nha, vỗ tay lên tiếp mục tiếp theo cái gì đó ơi. Dòng lời hà 30.000 đồng mà chúng em phục vụ cho quý vị, thì để quý vị đã đến đây thì quý vị ủng hộ giùm cho chúng em, coi như là kết lệ tinh thần giùm cho chúng em một tấm vé có 30.000 đồng và 5 phân vàng sẽ dành tặng cho chủ nhân may mắn trong chương trình tối đêm nay. Nếu mà quý vị mong muốn mình ủng hộ giùm cho chương trình thì mong quý vị nhớ cái việc giơ tay để chúng em cổ động tất cả các người đẹp phục vụ cho quý vị tận nơi. Hay không em? Ủa chị ơi, mình đi biển mà có thuê múa lân nữa hả chị? Dạ. Chứ cái con này là em nghĩ là con múa con lân á hả? Không, em nghĩ là cái đuôi lân thôi, nó là cái đuôi lân thôi chị. Ở đây người ta thấy hết nè ông nội. Rồi lấy cái ghế cho Lệ Râu coi mấy đứa này. Lấy cái ghế cho nó, lấy cái đừng lấy cái ghế đó nè, đừng lấy cái ghế đó, tại sao biết không? Tại sao cái ghế đó nó bể rồi trời. Đây rồi đó nha, cái ghế này có đủ đó, nghe là cái ghế này ngồi lên thử coi vừa luôn rồi. được ngồi lên thôi. Ừ đó, rồi quăng cái đầm ra luôn, quăng cái đầm ra leo lên. Trời ơi, dạ cái gì ghế luôn còn mà bóng cho em xiết đó chị, mà bóng em sẽ là em chị thi xiết, tại chị xiết hoài à. Xiết sao? Xiết mất đồ. Rồi. Cái gì bỏ vô trong đây là mất, cái gì bỏ vô trong đây. Dạ rồi chị Thi ơi, chị Thi, bữa nay chương trình mình rất là đặc biệt, chị Thi hay không? Đặc biệt hả? Chị cũng chưa biết gì mấy dạ. Á kính thưa quý vị, thì thật sự là cảnh sát Lô Tô Hương Nam rất là vinh dự khi mà mời được một người mà thật sự không có đôi chân mà đến đây để phục vụ cho toàn thể quý vị mình đó quý vị. Dạ. Xui gì? Xui gì má? Rồi, ngay từ bây giờ Lệ ơi, em đứng cao lên để vừa tầm với mấy chị. Đứng lên vừa tầm mấy chị mới nói chuyện với em được. Ngay từ bây giờ quý vị nào chưa có vé thì đầu tư cho mình vào tờ vé dép ở đây nè mọi người ơi. Mấy em đem vé qua đây cho cô gái này giùm cho chị. Còn ai chưa có vé của chị? Chị không có quan sát bằng em đâu chị. Em ở trên cao không có tầm nhìn hơn chị đó chị. Rồi em chưa nói cho chị ơi. Đó nè, vé ở đây nè. Suy Trang. Suy Trang đem vé qua bên đây cho người ta nè. Rồi, đó. Hết chưa? Chị ơi, sao làm cho em thấy cái mùi hành ở đâu ở đây á? Không em đang em đang đứng ngay cái giường. Cái gì thú dữ vậy? Rồi, kính thưa quý chị, Lệ mình chưa có, mình khử nát, khử trùng đi, khử trùng bên đây nữa, bên đây nó còn bên đây rồi. Bên đây nè. Chi, nó về nó bị ghé xuống quá. Đó. Rồi, che dù luôn, ừ, đó. Đi viện phải có dù. Đi viện phải có ô. Dạ. Ôi, một chiếc ô giống như cái mạo của em. Chơi, ngay từ bây giờ cho chúng em xin mời một chủ nhân lên đây hỗ trợ giùm cho Lô Tô Hương Nam. Để quý lòng cầu nhà số phục vụ cho quý vị chương trình về trong tối ngày hôm nay. Dạ. Ai là chủ nhân muốn hỗ trợ giùm cho Lô Tô Hương Nam? Cứ việc lên đây bằng dạng là quý vị. Chị ơi, chị Thi. Ôi, nói nghe nè. Chị Thi. Dạ. Khán giả nãy chị nói em ơi, cá lóc mới nhảy lên bờ. Cá lóc mới nhảy lên bờ. Là sao? Đây nè, chị em bắt gì coi nè. Cái gì vậy? Cái con này nó khùng rồi, thiệt luôn á. Rồi, gia đình mình có lên không ạ? À? Lên chơi, mời lên. Em xin mời một vị khán giả lên để hỗ trợ cho chúng em. Mạnh dạng lên em. Ừ. Dạ, tại vì dòng lời này là dòng lời đặc biệt. Trúng qua 5 phân vàng rồi quý vị ơi. Đó, bây giờ em gái kìa đây, đây. Quỳnh Hoa lên nè.
Cảm ơn chị. Em rồi, xin khuẩn luôn. Em khẩu trang, gái ơi, khẩu trang, gái có khẩu trang không? Gương lên đây chị cho rồi. Rồi, đứng đó đi, rồi để cho thêm mình em nghe cho em. Rồi, khẩu trang cái mình lên nha. Đó. Rồi, còn ngay từ bây giờ xin mời quý vị, ai chưa có vé cứ việc giơ tay lên. Còn nếu như đã gọi là vé rồi, xin ca sẽ chúc cho quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn và chúng ta bắt đầu. Gái, em ơi. Cường đứng ở đây cường lại mẹ đi, cầu may mắn em, lại mẹ đi. Bắt đầu, do số ơi. Đừng có vuốt vậy, cái cờ, có cái cờ. Ủa? À đấy, khoan để em coi con nó để nào. Thôi không. Con còn gắn trong đó. Rồi, từ bây giờ quý vị lại cho ta tâm chương trình sáng mắt ra chị chương trình sáu. Chuẩn bị, cho số chị điều. Ủa sao chị trốn mắt nhìn em chứ vậy? Dạ. Chị sao chị ý chị sao? Dạ chị điều. Dạ chị điều của anh trai. Anh đồng ý luôn mà cô ạ. Dạ chị điều của anh ạ. Anh ơi đang đốt cái miệng anh ơi. Ok. Ok quý vị. Như vậy bốn người dẫn nhau điều chia điều. Mỗi người sẽ nhận về cho mình là bao nhiêu chị? Một người để chị hỏi cái đã. Và một người được 250.000 phong bao lì xì và kiểm tra trước khi về. Giỡn tôi. Mọi người kiểm tra giùm em nha. Mỗi phong bao lì xì là đúng 250.000 đồng. Rồi, em có bao nhiêu gia đình mình? Đây. Rồi, để chị xin quẩn em tí xíu nha. Rồi, dễ thương quá. Qua bên đây là bé gái. Đó. Trời ơi, ta con trai dễ thương quá trời. Con trai kìa, mày đi thấy đi tướng điệu của mày nữa không? Mày kêu tao con trai, nó giận á. Kêu con trai nó giận. Còn ngay từ bây giờ quý vị ơi, mong quý vị đến đây nghe qua chương trình sổ số quý vị. Năm gì đây, 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 năm gì đây